Kẻ vong ơn bội nghĩa. Chuyến này hơi thật. Từ nay chuyến nào cũng như chuyến này thì chẳng mấy nhà mình giàu nhất nhì cả trấn này luôn. Khôn hồn thì để lại tất cả của cải vàng bạc xuống, ta sẽ tha cho một con đường sống. Cướp, chạy đi. Dám chạy hả? Chạy đàn trời. Con ngựa khốn kiếp này, trời ơi, đau quá. Sao cơ? Con ngựa này của ông đã cứu ông khỏi đám cướp sao? Mà có vẻ nó bị thương rất nặng. Đúng vậy, nó đã lao ra cứu tôi khi những tên cướp chuẩn bị chém vào tôi. Nó đã đá túi bụi vào bọn cướp và đưa tôi chạy xa. Đời ông quả là may mắn, có được một con ngựa tuyệt vời như thế. Nói nó là ân nhân cứu mạng của ông cũng không qua đâu. Đúng vậy, nó là con ngựa anh hùng và tình nghĩa. Cho dù sau này tôi thề rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt đến hết đời. Này, anh Sáng ơi, dậy ăn đi. Anh Sáng, mày không nhìn thấy gì nữa sao? Sao giờ mày trở nên thế hả? Sao lại trở nên thành mù lòa thế hả ngựa? Làm sao cùng ta đi buôn nữa chứ? Chắc tao phải mua con ngựa khác thay thế mày thôi. Tao phải đi làm ăn kiếm tiền nữa chứ. Còn anh Sang gầy yếu quá rồi, chắc không thể hồi phục được nữa. Mà bắt con ngựa mới này ở chung chuồng với nó thì chật chội. Từ mai, con ngựa mới này sẽ giúp tao đi làm ăn, nên nó cần phải nghỉ ngơi. Mày chịu khó ở ngoài đi. Hey, con ngựa này giờ không còn được tích sự gì nữa. Để nó ở lại chỉ tốn thóc gạo thôi. Hay là tống khứ nó đi cho xong. Có chuyện gì thế? Nhanh lên mọi người ơi, có người đang kéo chuông kêu oan. Hey, trời ơi, vừa sáng trời đã kêu oan gì chứ? Phiền quá đi, chẳng cho ai ngủ ngay cả. Xem ai đang kêu oan kìa. Ôi, chẳng phải con ngựa quý đã cứu mạng lão Lanh Ca đây sao? Ồ, sao nó lại trở nên thê thảm như thế chứ? Tôi đã chứng kiến lão Lanh Ca thề rằng sẽ chăm sóc nó đến hết đời cơ mà. Sao giờ lại ngược đãi, chuồng rẫy nó đến thảm hại thế này? Ừ đúng rồi, lão ta thật vong ơn bội nghĩa. Con ngựa đã giống chuông chiêu oan, chúng ta hãy thể theo lệ làng, lấy lại công bằng cho con ngựa này đi. Ơ trời ơi, sao các người lại bắt tôi ra đây? Hãy nhìn đi, con ngựa đã từng cứu mạng ông, bị ông đối xử như thế đấy hả? Sao mày lại quay về đây? Mọi người bình tĩnh, dù sao nó cũng chỉ là một con ngựa thôi mà. Lão Lanh Ca, con ngựa này tuy chỉ là vật nuôi nhưng lại rất trung thành và tình nghĩa, dám xả thân cứu mạng sống cho ông. Vậy mà ông đã phản bội lời thề, ngược đãi con ngựa đã từng cứu mạng mình. Ông là kẻ bất nghĩa, sẽ bị trừng phạt theo luật làng. Ông ta đáng bị trừng phạt. Trừng phạt ông ta đi. Đúng vậy, trừng phạt ông ta đi. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền biển, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Câu chuyện bóng bay. Hôm nay là ngày cậu bé đó lại đến mua bóng bay đấy. Ừ ha, từ ngày có cậu ấy, bóng bay ở đây bán chạy quá. Không hiểu là bóng bay có gì hấp dẫn thế nhỉ? Các cậu ghen tị với bóng bay làm gì chứ? Các cậu có biết
bóng bay rời khỏi cửa hàng đồ chơi này có nghĩa là gì không? Các cậu sau khi rời khỏi cửa hàng sẽ tìm được chủ nhân mới. Các cậu sẽ có rất nhiều thời gian vui vẻ với chủ nhân của mình, chứ đâu như các bạn bóng bay kia. Các bạn ấy có tuổi đời rất ngắn. Một khi đã ra đi thì chắc chắn các bạn ấy chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu. Đúng đấy, dù gì mình không muốn làm bóng bay đâu. Một đời ngắn ngủi chẳng được bao lâu, có khi chưa được sung sướng ngày nào thì cuộc sống đã kết thúc rồi. Cháu lại đến đó hả? Hôm nay cháu lại mua bóng bay phải không? Vâng thưa chú. Sao lần nào cháu cũng mua bóng bay thế? Cháu không thích món đồ chơi nào khác sao? Dạ, cháu chỉ muốn bóng bay thôi ạ. Có tiền để dành là cháu lại mua bóng bay, vì cháu tin bóng bay sẽ giúp cháu thực hiện được điều cháu mong muốn. Ồ, vậy chú chúc cháu thực hiện được điều cháu muốn nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Bóng bay thì thực hiện được ước mơ gì chứ nhỉ? Ôi dào, trẻ con ấy mà, chắc là chỉ muốn thả bóng cho vui thôi. Vậy là một số bóng bay lại ra đi rồi, thật là tội nghiệp quá. Bóng bay ơi, xin hãy giúp mình tìm được em gái đã thất lạc hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ thả các bạn ở đây. Hãy bay đi bất cứ nơi nào có thể bóng bay nhé. Các bạn ơi, hãy cùng nhau thực hiện mong ước của cậu bé này nha. Chúng ta sẽ mang theo tấm ảnh này đi khắp muôn nơi. Hy vọng rằng có một ai đó sẽ biết được em gái cậu ấy đang ở đâu. Những đồ chơi khác đều xót thương cho chúng ta. Họ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi, không kịp làm bất cứ việc gì thì đã kết thúc. Nhưng họ không biết rằng cuộc sống của chúng ta tuy ngắn, nhưng mỗi giây mỗi phút chúng ta tồn tại có thể có ý nghĩa lớn lao đến như thế nào. Đúng thế, hãy chứng minh cho những đồ chơi khác thấy rằng cách mà chúng ta sống quan trọng hơn việc chúng ta tồn tại được bao lâu. Tiến lên các bạn ơi! Gió mạnh quá các bạn ơi! Cố gắng lên các bạn, đừng đầu hàng. Hãy cùng nhau vượt qua nơi này. Chúng ta phải mang tấm hình này đến với càng nhiều người càng tốt. Mình sợ rằng mình sẽ vỡ mất. Cố lên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Ủa, bóng bay, trên bóng bay có tấm ảnh kìa. Mẹ ơi, quả bóng ở trên cây kia có gì kìa? Là tấm ảnh của một cô bé. Nửa năm sau. Thưa ông, xin được hỏi trong suốt một thời gian dài cậu bé đã đến đây để mua bóng bay. Xin hỏi ông có biết mục đích cậu ấy mua nhiều bóng bay đến thế không ạ? Phải mất một thời gian sau tôi mới biết được lý do cậu ấy mua nhiều bóng bay đến như thế. Là người sau cùng đã tặng cậu bé rất nhiều bóng bay. Ông nghĩ sao khi có người cho rằng dùng bóng bay để tìm được người thân là một việc bất khả thi à? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Con người ta có rất nhiều cách để thực hiện mong muốn của mình. Và cậu bé đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để tìm lại em gái. Những quả bóng bay đã chứng minh rằng chúng rất có tác dụng. Chúng đã giúp cho rất nhiều người biết câu chuyện của cậu bé. Và thực tế như chúng ta đã biết, cậu bé đã tìm được lại em gái của mình nhờ vào những chiếc bóng bay đó. Riêng tôi, giá như tôi biết mục đích của cậu bé ngay từ đầu, chắc tôi đã giúp được cậu bé nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện cổ tích về cậu bé và những trái bóng bay có lẽ sẽ còn được nhắc đến mãi về sau. Quả thật, những trái bóng bay kỳ diệu đã giúp cậu bé tìm thấy người em gái thất lạc đã bao lâu nay. Xin chúc mừng cậu bé, cầu mong anh em sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau. Hiện nay, hai anh em đã được một gia đình nhận nuôi và đang sống rất vui vẻ. Ngày cậu bé tìm thấy em của mình, hai anh em đã vô cùng mừng rỡ ôm lấy nhau trong niềm xúc động của biết bao người. Có thể nói, đây là phút giây vô cùng thiêng liêng, giây phút nhắc nhở mỗi chúng ta rằng tình thân ruột thịt, tình yêu giữa người với người luôn đáng trân trọng biết nhường nào.
câu chuyện bóng bay đã có một kết thúc rất đẹp thưa quý vị. Khu vườn hy vọng. Em dẫn con vào nhà nhanh đi, kẻo ngoài trời gió lạnh làm bệnh con bé nặng thêm đó. Dạ, vậy anh chịu khó chuyển đồ vào một mình nha. Dạ chào chú, cháu là Hoàng ở nhà bên cạnh, để cháu giúp chú một tay nha. Ừ, cảm ơn cháu. Hôm nay nhà chú chuyển đến đây ở hả? Ừ, con gái chú bị bệnh, cho nên vợ chồng chú dọn về đây ở cho gần bệnh viện. Dạ, bạn ấy bị bệnh gì vậy chú? Con bé mắc một căn bệnh hiểm nghèo, từ khi bệnh tình ngày càng nặng buộc phải cắt hết tóc. Con bé không chịu đến trường nữa, nó mặc cảm vì bị bạn bè trêu cháu à. Chắc là bạn ấy phải tuyệt vọng và cô đơn lắm. Chuyển đến đây cả tuần rồi mà mình chưa bao giờ thấy cửa sổ phòng cậu ấy mở cả. Em lo cho con bé quá anh à. Con bé vẫn không chịu ăn uống gì hả em? Dạ, em mang món nào lên phòng con bé cũng không chịu ăn. Có lúc còn bực bội hất đổ, suốt ngày chỉ nằm lì nhốt mình trong phòng tối. Em không biết phải làm sao đây nữa. Từ lúc bệnh tình ngày càng nặng, tâm trạng con bé mới như vậy mà. Giờ anh cũng không biết phải làm sao để vực dậy tâm trạng đó đây. Cậu ấy thật đáng thương. Đúng rồi, mình phải làm gì đó giúp cậu ấy mới được. Chào cậu. Cậu đang làm gì trên vườn của nhà mình thế? À, tớ muốn trồng một vườn hoa thật đẹp để dành tặng cậu đó. Hoa ư? Ờ, loài hoa này đẹp lắm. Mình đảm bảo cậu sẽ rất thích đó. Tớ không cần. Không biết cậu ấy đã nhổ hết cỏ dại chưa nhỉ? Hôm nay cậu dậy sớm hơn hẳn mọi ngày cơ đấy. Tớ nhổ hết cỏ rồi này. Giờ sẽ làm tơi đất. Cậu xuống đây đi, vui lắm. Tớ không thích. Loài hoa cậu ấy trồng là gì thế nhỉ? Nghe cậu ta bảo đẹp lắm. Hôm nay tớ sẽ gieo hạt giống xuống đất này. Thế à? Nhưng đó là hạt giống hoa gì vậy? Nếu cậu xuống đây, tớ sẽ bật mí cho nghe. À, trời ơi, cậu có sao không? Còn đi đâu đấy? Dạ con ra vườn. Con bé, nó chịu ra ngoài rồi. Anh à. Ừ, thằng bé Hoàng đã đoán đúng. Cậu có sao không? À, mình chỉ bị rớm chút máu thôi mà. Chắc là đau lắm nhỉ? Mình không sao. Cậu đã xuống đây rồi thì gieo hạt cùng tớ đi nha. Mà đây là hạt giống hoa gì thế? Nếu chúng mình cùng chăm sóc cho hạt giống nảy mầm, lớn lên rồi nở hoa, đến lúc đó cậu sẽ biết đây là hoa gì. Đến lúc ấy, chẳng biết tớ có đợi được không nữa. Cậu phải lạc quan lên chứ. Nào, mình cùng gieo hạt nha. Nhưng tớ không có biết cách. Dễ lắm, cậu cứ làm theo tớ này. Ngân ơi, đến xem này. Ôi, hoa ra nụ rồi kìa. Ừ, chẳng bao lâu nữa cả khu vườn này sẽ ngập tràn sắc hoa rực rỡ. Tớ đang đếm từng ngày, mong đến lúc khu vườn này nở hoa đấy. Ước gì tớ sống được đến ngày ấy. Rồi cậu sẽ được ngắm những bông hoa rực rỡ ấy mà, cả những mùa hoa sau nữa. Đây là quyển nhật ký và những bức tranh con bé vẽ cháu. Con bé mê vẽ lắm, nhưng mà từ khi bệnh tình ngày càng nặng đi, nó đã tuyệt vọng đến mức xé tất cả những bức tranh từng vẽ và không đụng vào cây cọ nữa.
cho đến lúc nó chịu ra khỏi nhà và trồng hoa cùng cháu. Cô thật không ngờ những trang nhật ký cuối đời của con bé lại ngập tràn niềm vui và sự hy vọng. Tất cả là nhờ cháu và khu vườn đấy, Hoàng à. Tiếc là con bé mất trước lúc khu vườn nở hoa chỉ đúng một ngày. Cô cảm ơn cháu rất nhiều vì đã trồng khu vườn ấy. Mình đã không còn cảm giác tuyệt vọng và cô đơn nữa. Mỗi ngày, mình đều mong trời nhanh sáng để được xuống làm vườn cùng với Hoàng. Cảm giác cùng chờ đợi từng hạt giống nảy mầm, rồi cùng chăm sóc cho cây non lớn lên, mới tuyệt làm sao. Mình luôn chờ đến ngày được tận mắt ngắm những bông hoa rực rỡ như lời Hoàng kể. Mỗi ngày mới lại nhân lên thêm hy vọng. Quãng đời của chuột. Ôi trời mắt tôi đau quá, xót quá. Này anh cứu, anh bị sao thế? Mắt anh có vấn đề gì hả? Việc gì đến người, đừng giả vờ quan tâm đến ta nữa. Kìa, hình như anh đang bị thương. Anh cởi trói cho tôi giúp anh băng bó. Tôi là bác sĩ đấy. Nghĩ ta dễ lừa vậy sao? Cởi trói cho ngươi, để ngươi trốn thoát chứ gì. Anh giỏi giang thế, đời nào tôi thoát được. Nhưng là lương y, tôi không thể nhìn người khác bị thương mà không cứu. Ngươi nói có thật không hả? Anh không tin thì cứ khóa trái cửa lại, trói chân tôi đi. Được rồi, đừng có bày trò tinh quái nha chuột. Cảm ơn anh. Ai? Cố gắng chịu xót một chút mới nhanh lành được. Xong rồi. Cái tên chuột này cũng tử tế ra phết. Cứ tưởng chắc giờ này cả nhà đang lo lắng cho mình lắm đây. Thật ra làm cú đêm chẳng có gì vui cả. Nhưng cả cái đừng này ghét ta. Hừ, tại sao ta kiếm ăn nuôi sống bản thân lại bị ghét chứ? Ta có làm gì xấu nào? Bắt mấy tên chuột đáng ghét, nó đỡ phá mùa màng mà cũng bị cho là ác. Các người xa lánh ta, thử hỏi ta làm bạn với ai được? Ta cũng cô đơn lắm. Sao mình có thể làm vậy với người đang ở thế cùng cực thế này? Anh đừng buồn nữa, chỉ là mọi người chưa hiểu anh thôi. Anh nói xem, đêm tối thì có gì vui mà anh say mê thế? Sự yên ắng tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của con mồi, những cuộc săn bắt cây cấn, tuyệt. Còn vầng trăng sáng vằng vặc và những ngôi sao nhỏ nhấp nháy thì sao? Mùi hương cỏ sữa, bản hòa ca của đêm. Ta chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ phù phiếm đó. Tiếc thật đó, ngoài kia còn bao nhiêu điều đẹp đẽ, vậy mà anh chẳng thấy. Xem ra anh mắc tâm bệnh, còn nặng hơn vết thương của đôi mắt đó. Đừng có nói chuyện như chuyên gia tâm lý thế, ngủ đi. Còn anh sẽ thức trắng ư? Tất nhiên, ta là thợ săn bóng đêm mà. Vậy đi cùng tôi. Lên thẳng nào, cứ bay đi, tôi sẽ chỉ đường cho anh. Tuyệt vời. Đúng là lần đầu được bay đêm hả? Wow, thức thế. Bỏ lá ra đi anh cứu, mưa đầu hè, nước ngọt lắm đó. Cũng ngon đấy. Hoa này vừa thơm, lại là thuốc bổ mắt đấy. Một bước nữa. Được rồi, đang ở đâu thấy chuột? Ta-da! Trời ạ! Này chuột, người đưa ta đến đâu thế này? Rồi định bỏ trốn để ta lại ở giữa chốn xa lạ này phải không? Vẫn là rừng của ta thôi mà. Nhưng là ở một khoảng trời anh chưa bao giờ để ý tới. Đã một tháng trôi qua rồi, nhanh thật, thoải mái quá. Chúc mừng anh đã khỏi bệnh. Cảm ơn cậu. Hỏi thật nha, cậu làm bạn với tôi không sợ bị mọi người xa lánh hả? Là anh không chịu hòa vào thế giới của mọi người và cũng chẳng có ai bước vào thế giới của mình thôi. Tôi chỉ giúp anh mở lòng hơn, đó là việc nên làm mà. Thế giới của tôi nhạt nhẽo lắm phải không? Thật ra thế giới chỉ có một thôi. Mỗi người một góc nhìn khác biệt, nên có người hạnh phúc, có người không. Hãy nhớ lời tôi nói nhé. Không ai đến với mình thì hãy chủ động đến với mọi người. Tôi đi đây, bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại.
không nghe thấy tiếng tên chuột kia, kể cũng thấy thiêu thiếu. Cái gì thế nhỉ? Giữ gìn sức khỏe nhé, cuộc đời ngắn lắm, hãy tận hưởng đi. Cái tên chuột này thật là chà, sớm mai thật tuyệt, sảng khoái quá. Chuột nói đúng, nếu không xoay chuyển được thế giới, hãy thay đổi thế giới trong tâm hồn mình để hạnh phúc hơn. Đôi giày vừa chân. Tôi nói hết rồi đấy, cô với thằng Tùng nhà tôi không hợp nhau đâu. Vậy nên, trong lúc tôi còn nói tử tế, cô hãy biết điều mà rời bỏ thằng Tùng đi. Kìa mẹ, con với Lan thương yêu nhau thật lòng. Thật lòng à? Thế còn cái Kiều, nó chẳng yêu con thật lòng. Mẹ muốn nó là con dâu nhà này, chứ không phải là cô gái kia. Kìa mẹ. Không có kìa cũng gì hết, bố mẹ đã quyết rồi. Cháu xin phép bác, cháu về ạ. Đúng loại hoa em thích nhé. Cảm ơn anh Sơn nha. Mày có anh với cái thương chăm sóc mà em mới nhanh khỏi thế này. Thật phiền anh quá. Phiền gì đâu, chỉ cần em vui là được rồi. Em yên tâm, ráng chờ. Anh sẽ thuyết phục bố mẹ bằng được. Nhất định sẽ là như vậy. Đôi này được không thương? Mình thấy nó sang trọng, cậu xem này. Nhưng trông nó có vẻ hơi chật. Mà cao thế kia, cậu có đi được không? Cũng hơi nhỏ sai một chút. Nhưng cố thì vẫn đi được, không sao đâu. Đi rồi sẽ quen đó mà. Hôm nay đến nhà anh Tùng dự tiệc, mình phải diễn mới được. Đến nhà Tùng dự tiệc ư? Thế từ hôm đó, hai người thế nào rồi? Anh ấy vẫn đang thuyết phục bố mẹ. Nhưng sao cậu nằm viện chẳng thấy anh ấy đâu? Suốt ngày tôi chỉ thấy anh Sơn bên cạnh thôi. Đấy chẳng qua là bố mẹ anh ấy cấm đoán quá. Chứ nếu không, nhất định anh ấy sẽ tới. Mình yêu anh ấy, mình biết mà. Cậu thấy thế nào? Có vẻ không thoải mái cho lắm. Hơi chật chút, nhưng cố cũng được. Đôi này đẹp mà. Nếu không, chọn đôi khác đi. Có người bảo, tình yêu giống như đôi giày. Đôi đẹp thì không chắc đã vừa, mà đôi vừa lại không chắc đã đẹp. Và người ta thường chọn đôi vừa để đi. Cậu đang nói triết lý gì vậy? Nghe bay bướm thế. Triết lý gì đâu. Đó là câu người đời hay nói thôi mà. Lan à, em chờ anh xíu nhé. Ấy chà, không ngờ lại đau chân đến vậy. Cố gắng hết đêm nay thôi. Mà sao anh Tùng lâu ra vậy? Kiều à, em đến lâu chưa? Em vào đi, anh có việc một chút. Mọi người chờ em lắm đó. Vâng anh. Anh ơi, mình vào thôi. Lan à, hay là em đừng vào. Ba mẹ anh mà thấy em vào chắc là sẽ nổi điên lên mất. Em biết tính ba mẹ anh rồi đó. Anh sợ em lại sẽ khó xử. Anh làm sao? Hôm qua anh còn bảo em cứ tới, chúng ta sẽ cùng thuyết phục ba mẹ anh cơ mà. Anh phải kiên trì vững vàng, là bờ vai, là chỗ dựa cho em nữa chứ. Thực tình thì anh không muốn thế này. Anh đã thuyết phục ba mẹ anh mãi rồi. Nhưng ba mẹ anh nói, nếu em xuất hiện ở bữa tiệc thì ông sẽ tuyên bố từ anh trước mọi người luôn. Vậy mà anh nói yêu thương tôi, sẽ cùng tôi vượt qua những sóng gió cuộc đời. Thôi, mình chia tay đi, anh sẽ không phải lo điều gì nữa. Tình yêu giống như đôi giày, đôi đẹp thì không chắc đã vừa, đôi vừa lại không chắc đã đẹp. Và người ta thường chọn đôi vừa để đi. Hãy like, comment
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.